Lưu Tố Vân cư sĩ ở Đông Bắc Trung Quốc. Mười năm trước cô ấy bị bệnh hồng ban rất nặng. Căn bệnh này quý vị đều biết trầm trọng hơn ung thư nhiều. Người mắc bệnh này hầu như không còn khả năng để tồn tại. Thuốc nam thuốc tây đều không thể chữa được. Dùng thuốc thang để trợ duyên cho cô ấy nhiều lắm cũng chỉ sống được 3 tháng, rất trầm trọng. Cô ấy chỉ có một ý niệm, ý niệm rất mãnh liệt: A Di Đà Phật. Lần này trước khi tôi đến Úc Châu giảng kinh ở Hồng Kông, cô ấy đến Hồng Kông thăm tôi, nói cho tôi biết sự học tập của mình trong mấy năm nay. Tôi thấy nền tảng của cô ấy rất vững. Trong kinh nói thiện căn thâm hậu, đó là sự tu tập trong đời quá khứ tích lũy lại. Tuy đời này cô ấy không tiếp xúc với Phật pháp, công phu tu học trong Phật pháp của cô ấy hoàn toàn hiện tiền. Thứ nhất là thành thật, suốt đời không lường gạt người, không có bất cứ chuyện gì giấu người khác. Nói cách khác, cô ấy không có gì riêng tư hết, trong ngoài nhất như, không biết đến danh, không màng đến lợi. Cho nên không có khái niệm về vấn đề tiền bạc. Cho đến bây giờ cũng như vậy. Cô ấy nói người ta cười cô ấy, bạn bè cười chê cô ấy không biết số. Cô ấy đếm từ 1 đến 2 thì được, từ 3 trở đi thì mơ hồ. Cô ấy còn làm quan của chánh phủ nữa, làm sứ trưởng của tỉnh Hắc Long Giang. Tiền lương hàng tháng cô ấy không biết là bao nhiêu. Sau khi lãnh tiền lương, nhìn thấy những người đáng thương, cô ấy liền bố thí, đều có thể giúp đỡ người khác. Hỏi cô ấy một tháng được bao nhiêu tiền lương, cô ấy không biết. Trong tâm của cô ấy không có những thứ này. Sau khi học Phật, trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, một đời không vọng ngữ. Thật sự buông bỏ hết danh văn lợi dưỡng. Trước khi chưa học Phật, cô ấy đã buông bỏ được, cho nên tâm cô ta thanh tịnh. Bị bệnh rồi, nên không thể đi làm được, ở nhà nghỉ ngơi. Cô ấy nói với tôi, mỗi ngày nghe kinh Vô Lượng Thọ 10 tiếng đồng hồ. Ngoài việc nghe kinh là niệm Phật A-di-đà, cô ấy thâm tín không nghi ngờ Phật A-di-đà chắc chắn sẽ chữa khỏi bệnh cho cô ấy. Ý niệm chữa khỏi, cô ấy không còn nghĩ đến bệnh tật. Bác sĩ nói với cô ấy bệnh của cô rất nặng, có thể chết bất cứ lúc nào. Cô ấy nói với bác sĩ, không sao đâu, nếu như tôi chết tôi rất vui mừng. Tôi về thế giới cực lạc, nơi đó là quê hương của tôi. Bác sĩ cảm thấy rất ngạc nhiên, không hề sợ sệt, một chút lo sợ cũng không có, trở về quê nhà vô cùng vui mừng. Cô ấy nghe kinh nghe cách nào đây? Chắc là nghe bộ đĩa tôi giảng ở Singapore lúc trước.
Lần đó tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ, tất cả giảng một tháng là xong, mỗi ngày giảng 2 giờ, 60 giờ đồng hồ. Mỗi đĩa là 1 giờ đồng hồ. Mỗi ngày cô ấy nghe một đĩa nghe 10 lần. Đây gọi là nhất môn thâm nhập trường thời huân tu. Cho nên 2 tháng là nghe xong. Nghe hết là 10 lần, 10 bộ, từ đầu đến cuối nghe 10 bộ. Mỗi ngày nghe một đĩa. Cho nên bây giờ cô ấy giảng rất là lưu loát. Khiến tôi nhớ đến người xưa nói rất hay. Trong học ký có dạy rằng: thất niên tiểu thành, cửu niên đại thành. Đây là học những điều hay của Thánh Hiền. Bạn học tập như vậy, học 7 năm, tiểu thành nghĩa là có thành tựu nho nhỏ, bạn có thể đảm nhiệm trợ giảng. 9 năm thì bạn có thể đảm nhiệm giáo thọ. Nhất môn thâm nhập, không có tạp niệm. Cô ấy khế nhập rồi, chắc chắn có chỗ ngộ. Cho nên cô ấy ở Thâm Quyến 2 ngày, mỗi ngày giảng 8 tiếng đồng hồ, 16 tiếng đồng hồ, không hề có giàn bài. Học kinh có khó không? Không khó. Trí huệ đức tướng là thứ vốn sẵn có trong tự tánh của bạn. Chỉ cần trừ bỏ chướng ngại thì nó sẽ hiện tiền. Chướng ngại là gì? Là phiền não. Đức Phật thường nói: kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Trong kinh Hoa Nghiêm nói là: vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chỉ cần trừ bỏ được hết những thứ này là thành công thôi. Lưu Tố Vân nói với tôi tin rằng cô ấy nói thật, vì cô ấy không vọng ngữ. Bây giờ cô ấy sống trên thế gian này, giúp cho Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sanh, chính là công việc này. Thân hành ngôn giáo. Nếu như trên thế gian này không còn người có duyên, thì bất cứ lúc nào Phật A Di Đà cũng tiếp dẫn tôi đi. Thiệt đó, không hề sai trái.